bị đột quỵ liệt nửa người khi dùng điều hòa. Thanh niên họ Song ở Tây An, Trung Quốc dùng điều hòa lâu ngày, bỗng bị yếu chi, không nói được, liệt nửa người bên phải. Do thời tiết nắng nóng dài ngày, anh này đã liên tục bật điều hòa. Tuy nhiên vào một ngày, anh đột nhiên cảm thấy yếu chi phải. Nhưng anh lờ đi vì vẫn còn có thể di chuyển. Kết quả là ngày hôm sau, anh không thể nhấc tay chân, bị liệt nửa người bên phải, không nói được và không hiểu được người khác nói gì, nên ngay lập tức được người nhà đưa đi cấp cứu. Sau khi thăm khám, bác sĩ phát hiện anh bị nhồi máu não cấp tính vùng đỉnh chẩm Thùy Thái Dương và vùng cạnh não trái hay còn gọi đột quỵ. Sau khi điều trị, tình trạng của bệnh nhân được cải thiện và anh ấy dần lấy lại khả năng di chuyển độc lập, giao tiếp bằng ngôn ngữ. Theo giám đốc khoa thần kinh tại bệnh viện Sang Di Hồng Gui cho biết, khi thời tiết nắng nóng, nhiều người điều chỉnh nhiệt độ điều hòa rất thấp, khiến nhiệt độ trong nhà và ngoài trời chênh lệch khá lớn. Khi ra vào môi trường có nhiệt độ chênh lệch lớn, các mạch máu có thể co lại và giãn nở đột ngột, làm giảm hàm lượng nước trong máu, tăng độ nhớ của máu, dễ gây tắc mạch và dẫn đến đột quỵ. Có 8 lưu ý khi bật điều hòa. Đầu tiên, nhiệt độ điều hòa không được quá thấp và nên để trên 26 độ C. Ở trong môi trường nhiệt độ thấp thời gian dài sẽ khiến mạch máu co lại và làm chậm quá trình lưu thông máu. Thứ hai, điều chỉnh cửa gió điều hòa hướng lên trên để tránh thổi thẳng vào các cơ khớp trên cơ thể, đặc biệt là những người đang có thể trạng yếu, trẻ sơ sinh và người già. Thứ ba, khi bật điều hòa, bạn có thể mặc áo sơ mi quần dài để tránh không khí lạnh xâm nhập vào cơ thể. Điều thứ tư, nếu ra mồ hôi nhiều khi ở ngoài trời, bạn nên nghỉ ngơi để cơ thể hạ nhiệt rồi mới vào môi trường không khí lạnh nhằm tránh sự co bóp nhanh chóng của các mạch máu do chênh lệch nhiệt độ. Điều thứ năm, khi không bật điều hòa trong thời gian dài, hãy chú ý vệ sinh vì điều hòa không sử dụng lâu ngày dễ tạo môi trường cho vi khuẩn sinh sôi. Điều thứ sáu, đợi 10 phút sau khi vào phòng mới bật điều hòa. Hầu hết mọi người đều thích bật điều hòa ngay khi về nhà, điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Vì lúc này lỗ chân lông đã mở hoàn toàn nên nhiệt độ cơ thể giảm mạnh, gây cảm lạnh và các bệnh khác. Điều thứ bảy là bổ sung nước kịp thời. Nếu bật điều hòa quá lâu, căn phòng sẽ trở nên khô hanh và cơ thể cũng dễ bị mất nước. Vì vậy, khi bật điều hòa hãy uống nhiều nước để bổ sung nhu cầu của cơ thể, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, ngăn máu nhớt, giảm nguy cơ bị đột quỵ. Đối với bệnh nhân cao huyết áp, mỡ máu cao và các bệnh khác, không nên sử dụng điều hòa trong thời gian dài, chênh lệch nhiệt độ giữa trong nhà và ngoài trời không được vượt quá 10 độ C.